Đập lướt kính lại cho anh nhanh. Cái thép bé rồi, cái thép to này. Cho con ra bán hàng cái này. Đây, 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 đây. Đây, chú Hòa thẳng lên đây. Chú Hòa thẳng lên đây. Bỏ mặt cháu. Không bỏ mặt cháu, bỏ ra nhá. Ra đến đây rồi. Đánh cái bảo vệ trọng này. Chú Hòa thẳng lên. Sao thế? Chú Hòa thẳng lên. Chú Hòa thẳng lên. Cả nhà ơi. Có ai hóng không? Chị Liễu ơi, đây là một bà mẹ đẻ con ở trong xe, đây là đi vào trong chợ. Kệ. Có quay biển số xe đâu. Kệ. Cho người ta biết. Các con ở trong xe đây là nóng quá, họ đang cậy cửa để bóp oxy. Đẻ con trong xe này hay là họ phải cởi mở rộng bóp oxy vào cái đó. Mẹ đẻ con trong xe thế nào họ cũng phải mở cửa để họ bóp oxy vào, con ở trong. Họ để con nhỏ trong xe đi. Bóp oxy vào nó ở trong ấy. Chào cả nhà nhá. Cả nhà rút kinh nghiệm nha, đi chợ nha, không cho con hồi ô tô nha. Ôi, từ lấy đến giờ không đập luôn từ lấy mà. Đấy, ra rồi. Chở con mà. Ra được chưa? Đây họ đang mới ra, mẹ đi rồi. Mẹ đi để con ở trong đấy. Con nó vào đây. Để con ở trong nó khóa hố vào ạ. Khóa vào nó trong đấy nóng quá họ. Bóp một xì vào trong. Không, có mỗi đứa con trong đấy thôi, thằng con đi ti kìa. Nhưng mà sao lại khóa vào nó không mở được xe ra? Họ đi rồi, họ để con ở trong đấy. Bây giờ nó trong đấy nó sắp ngạt, nó nóng quá để rồi, nó nóng này này. Họ đừng vậy, họ bóp oxy vào. Mẹ đi rồi, mẹ đi đi vào chợ hay như thế nào? Yêu phải mẹ đâu. Không, không.